Hiệp hội phẫu thuật viên tạo hình thẩm mỹ Anh, bà Brad vừa đưa ra con số đáng giật mình. Mỗi năm 30.000 trẻ em bị tai nạn do kẹp tay vào cửa ra vào, cửa sổ hoặc các ngăn kéo. 1.500 em phải phẫu thuật ngón tay, nhiều em thậm chí phải cắt cụt ngón nếu bị nạn khi còn quá nhỏ. Bác sĩ Anna De Leo, người phát ngôn của Babrat đến từ Bệnh viện Cộng đồng Hoàng gia London Anh, nhấn mạnh rằng không nên xem thường dạng chấn thương này. Trẻ từng bị kẹp tay thường gặp khó khăn trong việc buộc dây giày, đánh máy, cầm đồ vật, thậm chí là cầm muỗng, đĩa để ăn uống hàng ngày. Di chứng ở ngón tay thường kéo theo chứng đau khuỷu tay, đau nửa đầu, thậm chí là trầm cảm. Sức mạnh của tay có thể mất đi đến 20%. Các bác sĩ khuyên rằng nếu bạn có con nhỏ, hãy cố gắng lắp khóa cửa an toàn trên tất cả các cửa ra vào và dạy trẻ đừng nghịch ngợm với các loại cánh cửa. Nếu cửa thường xuyên mở trong nhà như cửa bếp hay cửa thông ra vườn, có thể dùng dụng cụ nhựa dẻo hình chữ C gắn vào mép cửa để chúng không thể sập lại hoàn toàn nếu bị gió thổi hoặc khi trẻ đùa nghịch. Ngoài ra, các loại móc cài cố định cánh cửa đang mở và nằm ngoài tầm với của trẻ cũng là phương án nên áp dụng.